lọc đi, con xin đồ ăn cái quý thầy tài. Thôi để bữa nào đây, giờ chưa hết rồi. Lọc này hết rồi, mấy nít nó cắt hết rồi nè. Nó lấy tiền thành nó luôn, bữa nít lại quậy quá. Cái lọc đi con hên rồi, con muốn nữa, con ăn phát hên. Thôi đây nè, thôi rồi nè, còn đây rồi, còn cái này để làm ăn nha. Tiền cam chia nè. Cái này mới lọc làm ăn nè, lọc đầu năm của thầy đó, cho mọi người. Thầy đó. Đó, thầy cho lên con lửa hết tài làm ăn hai con dao. Ngày mai con thử móng xây dựng nè thầy. Rồi. Cảm ơn thầy. Thấy ông nhanh không? Lấy không? Lấy gì thầy? Con sinh. Hả? Đấy phải không? Rồi, đứng đây đi. Nè. Thấy không? Lấy gì vậy thầy? Thịt con. Thịt nó xinh. Nè ăn lát cầm cái nồi qua trả. Chờ nó lấy mà nó cỡ. Ngon lắm nè. Sợ ngày mai để lâu nó hư. Ngày mai lâu nó để mới ăn nó ngon. Đây cứ tới đây không có chung. Để con đứng chỗ này nữa. Nè lấy đi rồi lát trả nồi hay qua lấy cái bịch đi. Xin cái bịch bỏ vô cái trả cái chảo. Ngon lắm, ăn rất ngon. Thầy tiếp tục quét dọn cả nhà ơi. Đó, rác rưới rồi thầy dọn dẹp chùa sạch sẽ. À, ba cái hạt bồ đề rớt xuống thầy tối thầy quét dọn hết thầy. Cho sạch sẽ gần tới. Thầy hôm nay cũng có nhiều khách lại biến ha thầy ha. Thầy hôm nay cũng có nhiều khách lại biến ha thầy ha. Dạ. Chết đi luôn. Dạ. Đói con ơi. Đói tới nơi rồi thầy ơi. Không quay được thầy là tụi con cũng đói luôn. Thầy quan thủy thấy không? Thầy vui vẻ cả nhà. Nhưng mà nhiều còn nhiều cái người khác mà lo gì ít. Thầy chỉ con cái nghề nào cũng thầy nghề lao động đi. À, đào đẹp cả nhà, đào với mai thầy làm rất là đẹp. Để xe nó dễ dọn dọn vô thì dư chỗ để được xe nhiều hơn. Tẹ chứ à, quá ngon luôn. Đó, ngon lắm á, hâm lợn. Đúng rồi thầy. Mới vừa thầy mới vừa cho thịt vịt cả nhà. Thịt vịt hay gà vịt hay vịt quay hay gà quay gì đó cả nhà. Đó, giống như là người ta cúng dường nhiều quá đó thì ở đây ai xin đó thì thầy cũng cho à. Thầy sợ thiêu á cả nhà. Đem vào trả nó là ở chùa để có nó xin cái cây cho đi bơm thêm này thầy con trái cây gì đó nha, bánh mứt trái cây gì thầy vậy thấy không thầy thầy lâu lâu cũng xin mà tết mà trái cây thầy đang bỏ trái cây vô cái này ăn liền nha để dập á. Hôm nay vô mánh ha, hôm nay vô mánh vừa được thịt vừa trái cây luôn ha. Hôm nay thầy hòa. Vô mánh luôn. Ăn hộp dưa không? Ăn hộp dưa không? Hộp dưa ăn thầy. Dưa nha. Rồi có người nhân viên nhóm mí để thầy. Rồi cho mấy đứa này. Chạy lâu lâu cho là cho hết này cho mai sẽ bỏ thôi. Rồi. Rồi con chúc thầy năm mới vui vẻ nha thầy. Rồi.
Rồi, cũng cảm ơn thầy, tụi con cũng về nha thầy. Con bye bye. Chúc thầy ngủ ngon, chúc sư cô ngủ ngon. Đó, sư bà cũng quét đó. Cố luôn. tao dạ. Đó, sư bà vui tánh lắm nha cả nhà. Dạ. Thầy tối dọn dẹp chùa quét rác cả nhà ơi. Thầy quét rác đủ rác đầy đủ. Quét rác dọn dẹp trước chùa nè cả nhà. Ai đứng thầy quá giỏi luôn. Quét cho sạch cái lá bồ đề, cái bồ đề. Cái bồ đề không à thầy. Cái lọc đây con xin đồ ăn quý thầy tài. Thôi để bữa nào đây. Giờ chờ hết rồi. Lọc này hết rồi, mấy nít nó cắt hết rồi nè. Nó lấy tiền thật đó luôn, bữa nít lại quậy quá. Cái lọc đi con hên rồi, con mốt nữa con ăn một phát lên. Thôi rồi nè, còn đây còn cái này để làm ăn nha. Tiền đâm chia nè. Này mới lọc làm ăn nè. Mọi người lọc đầu năm của thầy đó, cho mọi người. Thầy đó. Thầy cho con lượt lại hết tài làm ăn mai con giao. Ngày mai con thử móng xây dựng nè thầy. Rồi. Cảm ơn thầy. Trời anh này anh may mắn ghê thầy. Thầy con. Thầy, tụi con nữa thầy. Năm mới chúc thầy dồi dào sức khỏe. Cho tụi con xin lọc với thầy. Làm ăn tấn tài, tấn lợi, tấn bình an, tấn qua việc lạc, tấn sang nước bàn. Rồi, anh đó anh may mắn cả nhà ơi. Có mình ảnh được rồi. Ở đây không ai được hết ha. Rồi thì bây giờ là chùa của thầy đã đóng cửa nè cả nhà. Đó, đây là cái thầy đã đóng cửa thì cũng như cũng tắt đèn rồi thì tụi em cũng xin tắt đèn ở đây. Sư bà cũng vô, thầy cũng vô, đóng cửa rồi cả nhà ơi. Thì em cũng xin kính chúc mọi người xem cái video này ha, gặp nhiều may mắn, an khang thịnh vượng cho năm mới. Hiện tại giờ là đường cũng vắng cả nhà, tình hình là không có ai hết. Năm mới chúc mọi người vui vẻ phát tài nha cả nhà ơi. Quay luôn cả nhà, bất chấp quay cho cả nhà xem luôn á. Xem thì nhớ cho Hóng Sài Gòn một like, một đăng ký nha cả nhà. Rất nhiều tượng Phật, đây là Phật A Di Đà nè cả nhà. Phật Di Lạc chứ. Phía bên này nè, có một cái miếu mà thầy để thờ Quan Công nha cả nhà. Đây Quan Công, Quan Công thường đó là Quan Công sẽ để trong nhà, nhưng mà không biết sao mà thầy đặt Quan Công ở ngoài đường. Kế bên Quan Công còn có Di Lạc, thổ địa thần tài rất là nhiều luôn. Những pho tượng này là thầy đi ở ngoài đường và thầy thấy người ta bỏ này kia, thầy nhặt về để thầy trùng tu sửa lại, và thầy chân thờ xung quanh đây là tất cả các tượng là khi mà người ta bỏ là thầy đều nhặt về đây hết đó cả nhà. Có nhiều tượng rất là đẹp luôn, và có nhiều tượng nó có Quan Âm phía sau. Phía sau còn có Quan Âm. Nói chung là ngay đây nè là thầy để thần tài thổ địa không à. Rất nhiều luôn. Nhỏ nhưng mà rất là nhiều. Tại cả nhà mình có thể thấy rất là nhiều luôn nha, phía sau cả nhà. Có Quan Âm với Hồng Địa rồi quá trời luôn. Xung quanh là những cây mai, cây đào đồ. Chào cô chú anh chị. Hôm nay mình có mặt tại chùa Quan Pháp Trung Ương. Đây tối lắm rồi cả nhà. Rồi bây giờ thì em sẽ đi qua cái quán cà phê ở bên đây nè cả nhà, em ngồi em nghỉ, em chơi con mình em mà cả nhà. Buồn lắm.
Lát nữa thầy có tụng kinh á, thì em sẽ tới em tiếp tục quay clip kể đến cả nhà của mình. Rồi, bye bye cả nhà.